một bạn trai lý tưởng của em như thế nào? Bạn trai lý tưởng của em kiểu như châu Mỹ, kiểu người châu Mỹ. Dạ. Giống anh không? Dạ. Không biết là kiểu như người to, kiểu cơ bắp. Xin chào anh em, chào mọi người đã quay trở lại với kênh Nam Đen Vlog Official. Ngày hôm nay mình sẽ làm một chủ đề là thử phỏng vấn con gái về mẫu bạn trai lý tưởng nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi phỏng vấn thôi nha. Thì mình sẽ dành để làm video lần sau cho các bạn xem nha. Mong các bạn ủng hộ và chia sẻ về các bạn nha. Tạm biệt.